Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa Quốc hội, trước hết tôi đánh giá cao ban soạn thảo đã chuẩn bị khá công phu dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi. Để hoàn thiện thêm, tôi có hai ý kiến về điểm A và điểm B, khoản 1, điều 26, dự thảo luật, báo cáo giao dịch đáng ngờ. Ý kiến thứ nhất về điểm A, nếu giao đối tượng báo cáo trách nhiệm phải báo cáo các giao dịch theo yêu cầu của bị can bị cáo nói chung thì khó khả thi. Vì đối tượng báo cáo không thể biết hết các giao dịch theo yêu cầu của bị can bị cáo, nhất là đối với các giao dịch điện tử và các đối tượng không bị tạm giữ tạm giam. Do đó, tôi đề nghị cân nhắc quy định này. Nếu ban soạn thảo vẫn giữ quy định như hiện nay, giao dịch đáng ngờ là giao dịch được thực hiện theo yêu cầu của bị can, bị cáo hoặc người bị kết án theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự, thì tôi thấy có hạn chế là vừa thu hẹp một cách khó hiểu phạm vi chủ thể yêu cầu giao dịch, dẫn đến sót lọt giao dịch đáng ngờ phải báo cáo, vừa không bảo đảm nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật giữa những người bị buộc tội, giữa người bị kết án với người phải chấp hành án, và thiếu căn cứ pháp lý vì ngoài bộ luật tố tụng hình sự còn có luật và pháp luật thi hành án hình sự. Bởi lẽ theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự về người bị buộc tội thì ngoài bị can bị cáo còn có cả người bị bắt, người bị tạm giữ. Và theo quy định của luật thi hành án hình sự thì ngoài người bị kết án còn có cả người chấp hành án. Vì vậy, tôi đề nghị bổ sung vào điểm A này ba chủ thể mà yêu cầu giao dịch của họ cũng bị coi là giao dịch đáng ngờ phải báo cáo, gồm người bị bắt, người bị tạm giữ và người chấp hành án. Đồng thời bổ sung cụm từ và pháp luật thi hành án hình sự vào cuối điểm này. Ý kiến thứ hai về điểm B, quy định giao dịch đáng ngờ là những giao dịch có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản hoặc tài sản có nguồn gốc từ tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của cá nhân hoặc cá nhân tổ chức liên quan tới cá nhân đó trong hoặc sau thời gian thực hiện hành vi phạm tội. Quy định này theo tôi còn 4 hạn chế sau đây. Một là còn thiếu tài sản thuộc sở hữu của tổ chức, dẫn đến sót lọt giao dịch đáng ngờ phải báo cáo. Vì theo quy định của pháp luật, nhất là quy định của Bộ luật Dân sự, ngoài tài sản thuộc quyền sở hữu của cá nhân, còn có tài sản thuộc quyền sở hữu của tổ chức. Ngoài ra, theo quy định của Bộ luật Hình sự và ý kiến phát biểu của đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh, Đoàn Khánh Hòa trước tôi, thì chỉ những tổ chức là pháp nhân thương mại mới là chủ thể của tội phạm và mới có thể thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, cần tham chiếu quy định này khi chỉnh lý điểm B, khoản 1, điều 26. Hai là không rõ điểm đầu của quá trình thực hiện tội phạm và quá trình thi hành, truy cứu trách nhiệm hình sự, dẫn đến khó hiểu, khó áp dụng. Vì nếu quy định là trong thời gian thực hiện hành vi phạm tội, thì không rõ đã bao gồm hành vi chuẩn bị phạm tội hay chưa, nên có thể sót lọt hành vi này. Quy định này không những không rõ về điểm đầu, mà còn không rõ cả về điểm cuối của quá trình thực hiện tội phạm và quá trình truy cứu thi hành trách nhiệm hình sự. Đây là hạn chế thứ ba. Vì nếu quy định là sau thời gian thực hiện hành vi phạm tội thì không rõ là sau 5 năm, 10 năm, 20 năm hay còn lâu hơn nữa. Và cũng không rõ là đến khi tội phạm hoàn thành, tội phạm kết thúc hay tội phạm đã bị xét xử.
4 là chưa xác định được nên chưa quy định rõ tội phạm được thực hiện tại điểm B là tội phạm gì, cố ý hay vô ý, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng hay ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, xâm phạm an ninh quốc gia, tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người hay xâm phạm sở hữu, kinh tế, tham nhũng. Quy định như điểm B hiện nay dễ bị hiểu nhầm là tất cả các giao dịch mà có tài sản liên quan đến bất cứ tội phạm gì đều bị coi là giao dịch đáng ngờ. Và như vậy là mở quá rộng đến mức bất hợp lý, phạm vi giao dịch đáng ngờ phải báo cáo, dẫn đến khó áp dụng thống nhất trong thực tiễn, khó khả thi và cũng không cần thiết. Vì theo quy định của Bộ Luật Hình sự, có đến hơn 500 tội phạm và theo báo cáo của Tòa án Nhân dân Tối cao, trung bình mỗi năm các tòa án xét xử khoảng 150.000 bị cáo. Riêng năm 2022, các tòa án đã xét xử hơn 1/6 triệu bị cáo. Nếu tính cả người bị bắt, bị tạm giữ, bị kết án, chấp hành án, thì số lượng còn lớn hơn rất nhiều. Nếu tất cả các giao dịch mà có tài sản liên quan đến tất cả tội phạm và đối tượng nêu trên đều bị coi là giao dịch đáng ngờ, thì rõ ràng là mở quá rộng đến mức bất hợp lý. Vì vậy, tôi đề nghị ban soạn thảo cân nhắc chỉnh lý lại quy định này. Trên đây là hai ý kiến của tôi về điểm A và điểm B, khoản 1, điều 26 dự thảo luật. Xin hết, xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.